nay chúng tôi lại lên đường hướng về tỉnh Đồng Nai. Xin mời quý vị cùng với chúng tôi tham quan khám phá điểm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối. Đoạn đường này cách Sài Gòn khoảng 80 km. Núi Cuối tọa lạc tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Núi Cuối là một địa danh thuộc giáo xứ Dốc Mơ, giáo hạt Gia Kiệm, tiếp giáp với giáo xứ Hiệp Nhất Bến Nôm thuộc giáo hạt Túc Trưng, và cách quốc lộ 20 hướng đi Đà Lạt khoảng 800 m tại dốc Phú Vọng. Từ trên núi Cuối, chúng ta thỏa sức phóng tầm nhìn về hồ Trị An bao la rộng lớn. Khuôn viên của khu hành hương rất rộng và hiện đang thi công nhiều công trình phục vụ chung cho khách hành hương.